Và những ngày cuối tuần thì Châu rất là thích đi loanh quanh ở trên quận 2. Thứ nhất là vì rất là vắng vẻ, thứ hai là cái không gian rất là chill, rất là thích. Rất là nhiều những cái quán ăn nhỏ nhỏ như thế này mà mình có thể tham quan, hoặc là chỉ ngồi đây thôi cũng được. Mình cũng cảm thấy rất là thoải mái trong ngày cuối tuần. Ư là la, đây là cái quán mà hình như là xuất hiện ở trên vlog của Châu cũng mấy lần rồi đấy, không biết mọi người có để ý không. Đây mọi người nhìn này, cái bánh croissant mà có cả chanh leo, nó sẽ chua chua, nó ngọt ngọt, nó rất là ngon. Đây là một cái món đồ uống mà Châu cũng khá là thích, nhưng mà hợp với Hạnh hơn nên Châu sẽ để ra đây cho Hạnh. Bây giờ thì mình sẽ ăn bánh trước. Hôm nay ở đây thì mọi người thường bán những cái nước mà hơi có một chút xíu đường hay là cà phê. Buổi sáng nay Châu uống cà phê rồi cho nên là bây giờ Châu sẽ uống. Bảo bối của mình cần tây mật ong mochi. Cái điểm mà Châu thích ý, là lúc nào cũng phải tiện, nghĩa là nó chỉ là một cái gói nhỏ nhỏ này thôi cho mình mang ở trong túi của mình. Cái vị thanh thanh mát mát, ngon lắm. Bắt Hạnh uống thử coi nhá. Hạnh ở đây. Chị Bảnh sống ảo thấy được rồi nhá. Bây giờ nhiệm vụ đó là uống thử cần tây này cho mọi người cái cảm nhận. Tại vì Châu thì lúc nào cũng thấy cần tây rất ngon. Còn những cái người mà không uống thế này thì nên hỏi ý kiến này, thử xem. Cái này cảm giác như là giống như mình đang uống sinh tố hơn là mình uống đang uống cần tây ấy. Vì cái gói rất là nhỏ gọn cho nên là chúng mình kiểu cứ để sẵn ở trong túi vài gói, lúc nào mình tiện là mình lấy ra thôi. Và đổ vào nước, Châu kể cả có đá rồi thì pha cũng được. Nhưng mà tốt nhất là mọi người nên pha cái lúc mà chưa có đá, nhưng không có xin đá cho vô sẽ dễ tan hơn. Mọi người có thấy cái cửa hàng này không? Cửa hàng này là Châu rất là hay mua mấy cái bình hoa này, hay là mấy cái giỏ đựng sọt quần áo á. Châu rất thích mua ở đây. Có rất là nhiều những cái mẫu mã xinh xắn, cũng như là cái style vintage rất là hợp với nhà Châu. Và Châu đợt này cũng hơi yêu hoa một chút, cho nên là đây sẽ là một cái địa điểm yêu thích hàng tuần Châu đến. Đố mọi người biết Châu đang ở đâu đây? Châu đang ở công viên, và đây cũng là một cái thói quen mới của mình. Hạnh thường thì sẽ chụp ảnh cho Châu trong công viên luôn. Tại vì bây giờ tóc trắng này, xong rồi Châu chụp về những cái bãi cỏ ấy, thì cái màu tóc lên rất là nổi, cũng như là đồ của mình sẽ được nổi bật hơn. Mọi người biết gì không? Lúc mà đi bộ thì hãy nhớ mang theo một bình nước cần tây mật ong như Châu, để vừa có thể detox này, vừa có thể nạp ngay năng lượng sau lúc mà mình đi bộ, để lúc nào mà mình khát nước một cái là mình bổ sung chất khoáng ngay. Mỗi lần mà Châu uống là Châu sẽ nhớ trong đầu là đẹp da đẹp dáng. Châu đã chia sẻ về cái việc là mình uống nước ép cần tây mỗi ngày. Và mọi người cũng biết là thời gian vừa rồi thì Châu rất là bận. Mình không có thời gian để mỗi ngày mà mình mua cần tây rồi lại rửa rồi ép rồi rửa rồi ép cả một ngày như thế. Và sau đó thì Châu tìm ra được một cái loại thức uống mà giúp Châu tiết kiệm thời gian cũng như là công dụng này, hương vị không hề thua kém một chút gì nước ép cần tây bình thường. Đó chính là cần tây mật ong Mochi. Bây giờ thì Châu sẽ mở ra và cùng chia sẻ với mọi người một số những cái cảm nhận của Châu sau một thời gian sử dụng nhé. Bột chia thành những cái gói nhỏ thế này rất là tiện lợi cho mình để mình pha. Sẽ bóc ra là cho mọi người nhìn. Đầu tiên là về hình thức, là dạng bột và khá là thơm. Châu pha cho mọi người coi nhé, Châu sẽ đổ ở đây. Cái cảm nhận của Châu khi mà Châu pha cái thức uống này, đó là cái bột siêu mịn, siêu nhỏ, cho nên là tan ngay trong nước chứ không phải bị bón cục. Bây giờ mình sẽ cho đá vô. Cho đá vào uống ngon lắm. Và theo như Châu đọc thành phần ở đây là gồm có bột cần tây, sấy thăng hoa, bột mật ong, bột đường thốt nốt và chiết xuất hạt đậu trắng. Có nghĩa là có rất là nhiều những cái hương vị khác nhau, có cả mật ong nữa, cho nên là cái hương vị uống nó không bị khó uống như cần tây nguyên chất á. Để cho uống mọi người coi nhá. Cái hương vị thì kiểu dịu dịu thanh thanh á, rất là dễ uống, rất là ngon thôi. Và thứ ba là về tiện ích của em nó, vừa dễ dàng pha chế này, vừa tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, lại bảo đảm chất lượng. Vì theo như Châu tìm hiểu thì người ta sử dụng cái công nghệ sấy thăng hoa, có nghĩa là có thể giữ lại cái chất dinh dưỡng của cần tây nguyên chất đến 98%. Bản thân Châu thì Châu sẽ thích sử dụng vào buổi sáng sau khi mà tập luyện này, hoặc là những cái ngày mà mình đi quay cả ngày thì mình sẽ cầm sẵn một cái bình nước ép cần tây mà mình đã pha sẵn đi, hoặc là mình sẽ mang gói này đi. Mình chỉ cần có một chai nước suối thôi, và bất cứ lúc nào trong ngày tiện cho mình là được. Và nếu như duy trì được là mỗi ngày
cần một chai nước ép cần tây mật ong thì thực sự là sẽ cho bạn cái lợi ích về sức khỏe rất là nhiều, đẹp dáng, đẹp da. Nếu như mà mọi người vẫn tìm kiếm một cái thức uống tốt cho sức khỏe lại vừa nhanh gọn thì mọi người hãy tìm đến cần tây mật ong Motri nhé. Vậy là Châu vừa mới update cho mọi người những cái vật dụng mới này, những cái điều mới này, hay là những cái thói quen mới trong cuộc sống vừa rồi. Và tất cả những cái thói quen này hay là chỉ đơn giản là một cái tóc mới thôi cũng đều làm cho Châu cảm thấy vui hơn, cảm thấy cuộc sống mình ý nghĩa hơn, mình có nhiều năng lượng để làm việc cũng như là mình cười nhiều hơn. Dạo gần đây thì thời tiết thay đổi rất là nhiều, cho nên là thường là sức khỏe của chúng ta cũng sẽ không được như bình thường. Vào thời điểm này thì mọi người hãy nhớ tập thể dục đều đặn này, bổ sung những cái chất xơ hay là những cái vitamin, chất khoáng. Chúc mọi người sẽ luôn luôn có nhiều năng lượng, làm việc tốt cũng như là sẽ có những cái thói quen, có những cái điều mới cho bản thân mình, miễn là mình cảm thấy vui và hạnh phúc hơn. Thế là được rồi. Rất cảm ơn mọi người và bye bye.